không thể lường nên nói là không lường. Khánh hỷ nên biết chư Phật ba đời đều học Bát Nhã Ba La Mật Đa, chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề viên mãn hoàn toàn, tuyên thuyết chỉ dạy cho các hữu tình, nhưng Bát Nhã Ba La Mật Đa này luôn không dứt hết. Vì sao? Vì Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa rộng lớn như hư không, không thể cùng tận vậy. Khánh hỷ nên biết, có người muốn cùng tận Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, tức là muốn cùng tận biên giới hư không. Thế nên khánh hỷ Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa nói là không cùng tận, do không cùng tận nên nói là không lường. Khi ấy thiện hiện nghĩ, chỗ này sâu xa, ta nên thưa hỏi Phật. Nghĩ xong bạch Phật: Kính bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa này vì lẽ gì Như Lai dạy là không cùng tận? Phật bảo thiện hiện: Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa như hư không rộng lớn, không thể cùng tận, nên nói là không cùng tận. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật: Kính bạch Thế Tôn, Đại Bồ Tát làm thế nào để phát khởi Bát Nhã Ba La Mật Đa? Phật bảo thiện hiện: Các Đại Bồ Tát nên quán sắc vô tận để phát khởi Bát Nhã Ba La Mật Đa, nên quán thọ tưởng hành thức vô tận để phát khởi Bát Nhã Ba La Mật Đa, nên quán nhãn xứ vô tận để phát khởi Bát Nhã Ba La Mật Đa, nên quán nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ vô tận để phát khởi Bát Nhã Ba La Mật Đa, nên quán sắc xứ vô tận để phát khởi Bát Nhã Ba La Mật Đa, nên quán thanh hương vị xúc pháp xứ vô tận để phát khởi Bát Nhã Ba La Mật Đa, nên quán nhãn giới vô tận để phát khởi Bát Nhã Ba La Mật Đa, nên quán nhĩ tĩ thiệt thân ý giới vô tận để phát khởi Bát Nhã Ba La Mật Đa, nên quán sắc giới vô tận để phát khởi Bát Nhã Ba La Mật Đa, nên quán thanh hương vị xúc pháp giới vô tận để phát khởi Bát Nhã Ba La Mật Đa, nên quán nhãn thức giới vô tận để phát khởi Bát Nhã Ba La Mật Đa, nên quán nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới vô tận để phát khởi Bát Nhã Ba La Mật Đa, nên quán nhãn xúc vô tận để phát khởi Bát Nhã Ba La Mật Đa, nên quán nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc vô tận để phát khởi Bát Nhã Ba La Mật Đa, nên quán các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra vô tận để phát khởi Bát Nhã Ba La Mật Đa, nên quán các thọ do nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc làm duyên sinh ra vô tận để phát khởi Bát Nhã Ba La Mật Đa, nên quán địa giới vô tận để phát khởi Bát Nhã Ba La Mật Đa, nên quán thủy hỏa phong không thức giới vô tận để phát khởi Bát Nhã Ba La Mật Đa, nên quán nhân duyên vô tận để phát khởi Bát Nhã Ba La Mật Đa, nên quán đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên vô tận để phát khởi Bát Nhã Ba La Mật Đa, nên quán vô minh vô tận để phát khởi Bát Nhã Ba La Mật Đa, nên quán hành thức danh sắc lục xứ xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử sầu than khổ yêu não vô tận để phát khởi Bát Nhã Ba La Mật Đa. Lại nữa thiện hiện, các Đại Bồ Tát nên quán sắc như hư không vô tận để phát khởi Bát Nhã Ba La Mật Đa, nên quán thọ tưởng hành thức như hư không vô tận để phát khởi Bát Nhã Ba La Mật Đa, nên quán nhãn xứ như hư không vô tận để phát khởi Bát Nhã Ba La Mật Đa, nên quán nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ như hư không vô tận để phát khởi Bát Nhã Ba La Mật Đa, nên quán sắc xứ như hư không vô tận để phát khởi Bát Nhã Ba La Mật Đa, nên quán thanh hương vị xúc pháp xứ như hư không vô tận để phát khởi Bát Nhã Ba La Mật Đa, nên quán nhãn giới như hư không vô tận để phát khởi Bát Nhã Ba La Mật Đa, nên quán nhĩ tĩ thiệt thân ý giới như hư không vô tận để phát khởi Bát Nhã Ba La Mật Đa, nên quán sắc giới như hư không vô tận để phát khởi Bát Nhã Ba La Mật Đa, nên quán thanh hương vị xúc pháp giới như hư không vô tận để phát khởi Bát Nhã Ba La Mật Đa, nên quán nhãn thức giới như hư không vô tận để phát khởi Bát Nhã Ba La Mật Đa, nên quán nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới như hư không vô tận để phát khởi Bát Nhã Ba La Mật Đa, nên quán nhãn xúc như hư không vô tận để phát khởi Bát Nhã Ba La Mật Đa, nên quán nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc như hư không vô tận để phát khởi Bát Nhã Ba La Mật Đa, nên quán các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra như hư không vô tận để phát khởi Bát Nhã Ba La Mật Đa, nên quán các thọ do nhĩ tĩ thể thân ý xúc làm duyên sanh ra như hư không vô tận để phát khởi Bát Nhã Ba La Mật Đa, nên quán địa giới như hư không vô tận để phát khởi Bát Nhã Ba La Mật Đa, nên quán thủy hỏa phong không thức giới như hư không vô tận
để phát khởi bát nhã ba la mật đa, nên quán nhân duyên như hư không vô tận để phát khởi bát nhã ba la mật đa, nên quán đẳng vô gián duyên sở duyên duyên tăng thượng duyên như hư không vô tận để phát khởi bát nhã ba la mật đa, nên quán vô minh như hư không vô tận để phát khởi bát nhã ba la mật đa, nên quán hành thức danh sắc lục xứ xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử sầu than khổ yêu não như hư không vô tận để phát khởi bát nhã ba la mật đa. Thiện hiện các đại Bồ Tát nên làm như thế để phát khởi bát nhã ba la mật đa. Thiện hiện nên biết các đại Bồ Tát quan sát 12 duyên khởi xa lìa hai bên như thế. Các đại Bồ Tát quan sát 12 duyên khởi không chính giữa không chung quanh. Đây là diệu quán bất cộng của chúng đại Bồ Tát, nghĩa là cần phải an tọa tà bồ đề vi diệu mới có thể quan sát đúng đắn lý thú sâu xa của 12 duyên khởi như thế, như hư không rộng lớn không thể cùng tận, nên mới có thể chứng đắc trí nhất thiết trí. Thiện hiện nên biết, nếu đại Bồ Tát nào đem hành tướng như hư không vô tận, thực hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, quan sát đúng đắn 12 duyên khởi, không rơi vào địa vị thanh văn độc giác, thì mau chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Thiện hiện nên biết, nếu các đại Bồ Tát nào thối lui quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, thì đều là do không y vào ý nghĩ phương tiện thiện xảo như thế. Các đại Bồ Tát thực hành bát nhã ba la mật đa sâu xa mà không hiểu biết đúng thì nên dùng hành tướng vô tận nào để phát khởi bát nhã ba la mật đa, nên dùng hành tướng vô tận nào để quan sát đúng 12 duyên khởi. Thiện hiện nên biết, các đại Bồ Tát nếu thối lui quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề thì đều là do xa lìa phát khởi phương tiện thiện xảo của bát nhã ba la mật đa. Thiện hiện nên biết, các đại Bồ Tát nếu không thối lui quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề thì tất cả đều do y vào và phát khởi phương tiện thiện xảo của bát nhã ba la mật đa. Đại Bồ Tát này nhờ y vào phương tiện thiện xảo như vậy để thực hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, dùng hành tướng như hư không vô tận để quan sát đúng 12 duyên khởi. Do nhân duyên này nên mau có thể viên mãn bát nhã ba la mật đa sâu xa, mau có thể chứng được trí nhất thiết trí. Thiện hiện nên biết, các đại Bồ Tát khi quan sát pháp duyên khởi như vậy, không thấy có một pháp nào là không do nhân mà sanh ra, không thấy có một pháp nào tánh tướng thường trụ, không thấy có một pháp nào có người tạo tác và lãnh thọ. Thiện hiện nên biết, các đại Bồ Tát hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, dùng hành tướng như hư không vô tận, quan sát đúng 12 duyên khởi, để phát khởi bát nhã ba la mật đa, tu các hạnh của đại Bồ Tát, để mau chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Thiện hiện nên biết, nếu khi đại Bồ Tát thực hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, dùng hành tướng như hư không vô tận để phát khởi bát nhã ba la mật đa, quan sát đúng 12 duyên khởi, thì bấy giờ đại Bồ Tát chẳng thấy sắc uẩn, chẳng thấy thọ tưởng hành thức uẩn, chẳng thấy nhãn xứ, chẳng thấy nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ, chẳng thấy sắc xứ, chẳng thấy thanh hương vị xúc pháp xứ, chẳng thấy nhãn giới, chẳng thấy nhĩ tĩ thiệt thân ý giới, chẳng thấy sắc giới, chẳng thấy thanh hương vị xúc pháp giới, chẳng thấy nhãn thức giới, chẳng thấy nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới.